ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ghi nhận mới nhất từ casino có 42 người Việt tháo chạy bơi qua sông về nước. Khởi tố nhóm thanh niên cầm mã tấu lái ô tô đi xin đểu bánh trung thu. Bắt giam thanh niên dùng búa truy sát người bán hủ tiếu. Tranh cãi chuyện bồi thường khi ô tô tông sập thanh barrier trạm thu phí không dừng. Phụ nữ khắp thế giới đăng video nhảy múa ủng hộ Thủ tướng Phần Lan. Khoảnh khắc du thuyền dài 40 mét bị chìm trên biển. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 23 tháng 8. Liên quan đến vụ 42 người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông về nước gây xôn xao dư luận gần đây, nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ đã đến tận nơi để tìm hiểu vụ việc. Ngay sau đây là thông tin mới nhất được gửi về từ hiện trường. Những ngày này, tại khu vực biên giới giáp ranh với cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang, việc qua lại biên giới được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Một cảnh sát ở địa phương nói rằng, sau vụ nhiều người Việt Nam nhảy sông trốn khỏi casino Golden Phoenix, tình hình an ninh ở biên giới đã được siết chặt. Qua con đường khúc khuỷu, nhiều ổ gà, ổ voi ven con sông biên giới tiếp giáp Việt Nam đến một khu vực gần như biệt lập. Chúng tôi có mặt tại điểm nóng Golden Phoenix, cánh cổng sắt của khu nhà được siết chặt. Cả bên trong và bên ngoài khu nhà, nhiều người nói tiếng Trung Quốc tụ lại từng nhóm. Chỉ cần một xe hay người lạ xuất hiện, lập tức đều lọt vào ánh mắt dò xét của nhóm người này. Khi nhóm phóng viên Tuổi Trẻ có mặt trước cửa casino, nhóm người này gần như cùng lúc hướng về phía chúng tôi cho đến khi chúng tôi rời đi. Nhiều người Việt đã và đang làm việc tại các tụ điểm của Campuchia cho hay họ bị dụ dỗ, lừa sang đây làm việc nhẹ lương cao, nhưng thực chất là tham gia vào các trò chơi trực tuyến, đầu tư vào các sàn ảo, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người chơi. Đồng hành cùng phóng viên Tuổi Trẻ trong suốt chuyến đi là ông LD, người Campuchia gốc Việt, cũng là nhân chứng đã từng đưa 4 trẻ vị thành niên quê Hải Phòng ra khỏi casino Great World cách đây không lâu. Riêng về 4 trường hợp mà tôi đã chuộc các cháu ở cái casino Long John với cái casino mà hai con voi là vừa rồi mà bị bẻ đó, thì nói chung là cái tâm tư ở trong đó thì rất nhiều các cháu muốn chuộc, nhưng mà cái thứ nhất là gia đình ở Việt Nam không có tiền. Người ta quen biết với tôi là người ta nói bây giờ chỉ có nhờ tôi bên này, tại vì rồi sống bên này lâu năm thì tôi mới có thể đi tiền trạm và biết được các cháu nơi ở, các cháu định vị nó ở chỗ nào, sau đó mới thì tôi mới phải đi xuống dưới này để tôi định vị biết được cái nơi các cháu nó ở và ở tầng thứ mấy, và cái casino nó tên là Long John. Thì tôi về tôi mới báo cho gia đình người ta biết, xong bắt đầu thì các cháu nó cũng phải tiếp cận được tôi, tức là khi mà cái giờ nghỉ 12 giờ trưa nó ra nó đứng ở lan can nó đã nhìn thấy tôi rồi, xong rồi tôi mới về tôi báo gia đình người ta biết, để người ta sang này người ta chuộc con cháu người ta về. Bên công ty nó đều là cho chuộc về ban đêm chứ nó không có cho chuộc người ở ban ngày, thành ra là mình phải đi vào ban đêm, mà giờ rất là do nó quy định và cái điều kiện là nó đặt ra, ví dụ như là giá tiền một đứa là bao nhiêu, và sau khi nếu mình đồng ý chuộc thì mình cũng phải ra điều kiện với bên công ty của bên Trung Quốc là tôi phải thấy người con cháu của tôi thì tôi mới bắt đầu tôi mới chuộc tiền, chuộc người. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ML, một trong 4 trẻ được giải cứu cho biết, sau khi đến casino Long John, nhóm của L mới vỡ lẽ, việc nhẹ lương cao thực chất là làm cho các ứng dụng cho vay, lừa đảo cho vay qua mạng. Do làm hơn 3 tuần không nhận được lương, nên nhóm này xin nghỉ thì quản lý không cho, mà ra giá 2.500 đô la Mỹ mỗi người mới được rời đi. Trong này chẳng khác nào địa ngục trần gian. Liên quan đến vụ việc này, ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã xác định có 4 đường dây mua bán người và 1 đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin hàng chục người tháo chạy khỏi casino Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, Cơ quan An ninh Điều tra và Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp chặt chẽ cùng công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc. Qua khai thác nhanh, nhiều người trốn chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam đã khai nhận do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc nhẹ lương cao tại Campuchia với mức lương từ 700 đến 1.000 đô la Mỹ một tháng trên mạng xã hội, nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, nên nhóm người này bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Nhóm những người này còn cho biết họ bị ép lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng và bị đánh đập, tra tấn và ép người nhà phải đưa tiền chuộc.
Đặc biệt, còn có tình trạng người lao động Việt Nam bị bán từ casino này sang casino khác. Đây là dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Tỉnh Kanda, Campuchia, giáp tranh với An Giang, có tổng cộng 8 casino, nhưng chỉ có 7 casino đang hoạt động, có sử dụng rất nhiều lao động là người Việt Nam và các nước khác. Công an tỉnh An Giang đã báo cáo Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh thành có liên quan để tiếp nhận tin báo, triển khai công tác điều tra, triệt phá đường dây mua bán người. Chiều ngày 23 tháng 8, Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang tổ chức trao tặng 60 triệu đồng cho 40 người Việt Nam đã tháo chạy khỏi casino Campuchia bơi sang sông Bình Di về nước vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Toàn bộ số tiền này do các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp hỗ trợ cho các nạn nhân bị lừa đảo bán sang Campuchia. Mỗi người sẽ nhận 1,5 triệu đồng để làm chi phí ăn uống và đi xe về tận nhà. Nhiều người sau khi nhận tiền đã xúc động và cảm ơn các mạnh thường quân và chính quyền huyện An Phú. Em thấy cảm thấy người dân với công an ở đây rất tốt. Sau vụ việc như thế này thì em khuyên người dân là không nên sang Campuchia. Vì em biết rõ tình hình bên đấy như thế nào, làm việc nhiều thời gian áp lực rồi bạo lực cơ thể của mình. Liên quan đến vụ nhóm thanh niên mang mã tấu đi xin đểu bánh trung thu xảy ra tại Bình Dương làm xôn xao dư luận, ngày 23 tháng 8, Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 bị can về tội cướp tài sản. Bốn thanh niên bị bắt gồm Mai Hoàng Phước, tên gọi là Tì, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Đức Chí Dũng và Nguyễn Minh Dũng. Trước đó rạng sáng ngày 12 tháng 8, sau khi nhậu xong thì bốn thanh niên này dùng ô tô và xe máy chở nhau đến quầy bánh trung thu trên quốc lộ 13 thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đập phá, dùng mã tấu uy hiếp hai nam nhân viên để xin đểu 5 hộp bánh trung thu và lồng đèn. Sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Thủ Dầu Một đã vào cuộc bắt giữ Phước, Nhân, Chí Dũng, còn Minh Dũng bỏ trốn tới ngày 15 tháng 8 thì ra đầu thú. Theo cơ quan công an, các đối tượng nêu trên là những thanh niên không có nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập ăn nhậu, sử dụng các chất kích thích, sau đó dùng hung khí thực hiện hành vi gây rối, đập phá các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ngày 23 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh, 23 tuổi, trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do mình thực hiện. Trước đó, ngày 5 tháng 8, tài khoản TikTok Hoàng Minh đăng video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung?". Trong video này, Minh phỏng vấn một số người và yêu cầu họ nhận xét về tính cách, con người miền Trung và chính chủ tài khoản TikTok này cũng trực tiếp đánh giá. Minh thừa nhận khi làm video, người được phỏng vấn có nhận xét tích cực, nhưng Minh đã cố tình cắt ghép, chỉnh sửa để có nội dung không tốt, như người miền Trung keo kiệt, bủn xỉn, hà tiện, mục đích là nhằm câu view, câu like, thu hút người xem và nhanh được nổi tiếng. Ngoài xử phạt lần này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn chuyển hồ sơ đến công an các đơn vị, địa phương có liên quan, tiếp tục làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật của mình trước đây. Một tài xế lái xe qua trạm thu phí tự động nhưng thanh barrier không mở, làm xe bị hư nắp capo. Tài xế yêu cầu đơn vị vận hành bồi thường, còn nhà thầu thiết bị lại yêu cầu tài xế đền bù vì tông hỏng barrier. Sự việc hy hữu này xảy ra tại trạm thu phí Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào ngày 22 tháng 8. Vào khoảng 6 giờ 30 phút, anh Nguyễn Trung Toàn, tài xế ô tô chạy xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc Nam, khi đến trạm thu phí Túy Loan, địa phận Đà Nẵng thì xảy ra sự việc. Anh Toàn lý giải do anh đã nộp tiền vào tài khoản, số dư còn đủ để qua trạm thu phí. Khi xe anh vào làn số 4 thì hệ thống trạm báo nhận. Phía sau xe tôi có nhiều ô tô khác nên anh Toàn cho xe qua trạm. Tuy nhiên, cần barrier không mở, không thể xử lý kịp nên tông vào. Trong khi đó, tổ giám sát hậu kiểm trạm thu phí Túy Loan cho biết lỗi này là thuộc về tài xế ô tô trên. Dù khi lưu thông vào trạm thì tài khoản của tài xế vẫn còn tiền, nhưng lúc đó cần barrier không mở, tín hiệu đèn vẫn là đèn đỏ, nhưng tài xế vẫn cho xe chạy nên xảy ra sự việc. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người cùng đề nghị nên gỡ bỏ barrier, bởi hiện nay việc thu phí được tiến hành tự động. Vì thu phí không dừng nên có thêm barrier là không cần thiết.
Ngày 23 tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Mai Văn Sáng, 35 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, bà L, 48 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Mỹ Tho, có bán cho Sáng một tô hủ tiếu. Sau khi ăn xong, Sáng gọi đem tô về, nhưng người phụ nữ không đồng ý và yêu cầu Sáng tự đem qua trả. Khoảng 7 giờ 30 ngày 15 tháng 8, bà L đang bán hủ tiếu trước cửa nhà thì đối tượng bất ngờ lấy cây búa dùng để chẻ củi và một cây dao phay đi bộ đến hỏi chuyện. Thấy Sáng cầm dao và búa, bà L đã bỏ chạy thì bị đối tượng dùng búa chém nhiều nhát vào vùng đầu. Bà L được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Sáng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc. Chuyển sang phần tin thế giới. Những ngày qua, nhiều phụ nữ trên khắp thế giới đã tham gia phong trào đăng video vui vẻ nhảy múa để ủng hộ bà Sanna Marin, 36 tuổi, thủ tướng Phần Lan, sau khi bà bị chỉ trích vì quẩy hết mình trong một bữa tiệc với bạn bè. Video bà Marin tiệc tùng bị rò rỉ lên mạng tuần trước, dù buổi tiệc diễn ra ở nơi riêng tư. Việc nữ thủ tướng trẻ nhất Phần Lan quẩy nhiệt tình và trông như say rượu trong buổi tiệc khiến dư luận nước này chia sẻ dữ dội. Người ủng hộ cho rằng nữ thủ tướng 36 tuổi là người bình thường và có quyền tiệc tùng, nhưng các đối thủ chính trị chỉ trích bà vì để lộ hình ảnh không mấy hay ho, lại trong một thời điểm nhạy cảm về chính trị. Phản ứng với những lời chỉ trích quyền riêng tư của thủ tướng Phần Lan, phụ nữ nhiều nước đã đăng video mình nhảy múa biểu thị sự ủng hộ với bà Sanna và cho rằng những tiếng nói chỉ trích là bất công vì nữ thủ tướng có quyền tiệc tùng sau giờ làm việc như bao người khác. Ngày 22 tháng 8, chính phủ Phần Lan xác nhận nữ thủ tướng Sanna Marin âm tính trong xét nghiệm ma túy và việc xét nghiệm do bà tự nguyện thực hiện. Cuối tuần qua, một siêu du thuyền dài gần 40 mét đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi nước Ý. Video hiện trường cho thấy con tàu lớn nghiêng ngả trước khi chìm hoàn toàn phần đuôi. Tai nạn xảy ra khi tàu đang đi từ Gallipoli đến Milazzo với quốc kỳ của quần đảo Cayman. Thời tiết ngày càng xấu khiến tàu cứu hộ không thể kéo du thuyền đến nơi an toàn. Được biết, du thuyền My Saga được đóng tại Ý từ năm 2007. Lực lượng bảo vệ bờ biển cứu được 9 người khỏi con tàu. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân gây chìm tàu. Một con thằn lằn khổng lồ đã leo lên cột điện khi bị chó truy đuổi ở tỉnh Saraburi, Thái Lan vào ngày 16 tháng 8. Bà Suwit Yamubon, 51 tuổi, cho biết con thằn lằn xuất hiện trong vườn nhà bà. Sau khi bị chó đuổi, con thằn lằn đã trèo lên cột điện. Sau nhiều giờ con vật mắc kẹt, bà Suwit đã gọi cứu hộ. Con bò sát sau đó đã được đưa đi trên một chiếc xe máy và được thả về tự nhiên. Thằn lằn nước châu Á thường sống trong các kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh và ao hồ ở các thành phố tại Thái Lan. Loài này thường có chiều dài từ 1,5 đến 3 mét, nặng hàng chục ký khi trưởng thành và có thể sống tới 22 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Còn đây là hình ảnh một con bò tót chạy thoát khỏi chiếc xe tải đang chở nó đến một lò mổ và gây náo loạn đường phố ở Peru vào ngày 17 tháng 8. Sau 40 phút, con bò tót mới bị khống chế và đưa trở lại xe tải. Thời điểm trên, nhiều người hốt hoảng tháo chạy khi thấy con bò tót hung hãn lao đến. Con vật húc đổ bàn ghế, bảng hiệu và nhiều vật dụng của một quán ăn trước khi bị khống chế. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc. Ngày 22 tháng 8, The Washington Post đưa tin mưa lớn biến nhiều con đường ở khu vực Dallas, bang Texas, Mỹ thành những dòng sông. Xe cộ nổi lên bên trên mặt đường, làm một người tử vong. Cơ quan chức năng bang Texas cho biết một phụ nữ 60 tuổi đã thiệt mạng ở thị trấn Meswick khi nước lũ cuốn trôi xe bà từ xa lộ liên bang Texas. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo cư dân địa phương tránh lái xe tại những con đường bị ngập lụt và nên di chuyển tới những vùng đất cao hơn để phòng mưa lũ. Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn còn xuất hiện tại một số nơi tại bang Texas. Người dân cần đề phòng những sự cố thiên tai có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bộ Tư pháp Pháp đang chịu áp lực dư luận sau khi đoạn video dài 25 phút cho thấy tù nhân trong trại tham gia đua xe go-kart xuất hiện trên mạng xã hội. Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupont Moretti cho biết ông bị sốc khi xem các đoạn video và đã yêu cầu điều tra nội bộ. Tuy nhiên, theo báo Le Figaro, chính bộ phận truyền thông của Bộ Tư pháp đã phê duyệt chương trình và xem đoạn video trước khi nó được phát sóng để đảm bảo không rò rỉ thông tin an ninh. Cuộc đua này không sử dụng ngân sách nhà nước, không có tù nhân mang án nặng nào tham gia, còn gây quỹ được 1.700 euro tiền từ thiện. Được biết, nhà tù trên có sức chứa khoảng 1.700 tù nhân. Hiện nhà tù có hơn 2.000 phạm nhân nam và 100 phạm nhân nữ.
dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 23 tháng 8, tâm bão Ma'on, tức cơn bão số 3, đang ở vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, tức là từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông. Đến 7 giờ sáng ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay 23 tháng 8, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Về thời tiết trên đất liền, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm nay 23 tháng 8 có mưa rào vài nơi, trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào, cục bộ mưa to. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin phép được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi. Bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.